Trà xanh thường được ứng dụng vào trong các loại mỹ phẩm vì tác dụng làm đẹp da tuyệt vời của dưỡng chất này. Điển hình là dòng sữa rửa mặt trà xanh Innisfree Green Tea Cleansing Foam được rất nhiều chị em yêu thích. Vậy sản phẩm này có tốt? Hãy cùng Dilys tìm hiểu nhé! Y thông tin về thương hiệu Innisfree. Innisfree là thương hiệu mỹ phẩm đặc biệt quen thuộc với phái đẹp Việt Nam. Nhãn hàng này được thành lập vào năm 2000 tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, nơi nổi tiếng có những cô gái với làn da trắng ngần và căng bóng. Điểm độc đáo của Innisfree là tất cả các sản phẩm đều lấy nguồn nguyên liệu thuần khiết từ vùng đảo Jeju và cho ra đời những sản phẩm thiên nhiên, lành tính, giúp nuôi dưỡng, chăm sóc làn da phái đẹp một cách bền vững. Điều này chính là minh chứng cho thông điệp mà hãng đã và đang hướng đến, mang vẻ đẹp tự nhiên đến cho làn da. Sữa rửa mặt trà xanh của Innisfree nằm trong bộ sản phẩm dưỡng da trà xanh của hãng. Tuy được trình làng khá lâu nhưng đến nay, sản phẩm này vẫn duy trì được độ hot và luôn là một trong các sản phẩm bán chạy của hãng. 2. Review: sữa rửa mặt Innisfree trà xanh Green Tea Cleansing Foam có tốt không? Em này là sữa rửa mặt tiêu biểu của Innisfree. Giá thành mềm cùng công dụng tốt, sản phẩm chiếm được cảm tình của phái đẹp nhanh chóng và dễ dàng. Một thành phần và công dụng từ thành phần lá trà xanh Camellia chứa 16 loại axit amin kết hợp với công nghệ chuyên sâu. Sữa rửa mặt trà xanh Innisfree có ưu điểm vượt trội về khả năng giữ ẩm tuyệt vời cho làn da và ngăn ngừa mụn. Công thức sản phẩm gồm các thành phần chính: Camellia Sinensis Lip Extract chiết xuất lá trà xanh Camellia, có tác dụng kháng viêm, tạo lớp màng bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, đồng thời làm giảm quá trình oxy hóa và chống lão hóa hiệu quả. Ngoài ra, chiết xuất trà xanh còn có công dụng tuyệt vời về ngăn ngừa mụn. Glycerin là hoạt chất dưỡng ẩm phổ biến thường có trong công thức của các loại mỹ phẩm. Thành phần này giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, mang lại làn da mịn màng. Kaolin là một loại đất sét, có tác dụng làm sạch sâu da bằng cách lấy đi bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết, đồng thời trả lại sự thông thoáng cho làn da. Chiết xuất từ vỏ bưởi, cam, hạt hoa trà, giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho da, nhằm nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các thành phần này còn có khả năng cải thiện sắc tố da, cho da trắng sáng và chống oxy hóa hiệu quả. Sữa rửa mặt chứa hương liệu ở tỷ lệ nhỏ, không gây ảnh hưởng đến làn da. 2. Bao bì và texture. Bao bì của em này là tuýp nhựa màu xanh lá cây nhạt và nắp bật màu xanh rêu đậm. Đây là phiên bản mẫu mới nhất 2019, thiết kế vẻ ngoài của sữa rửa mặt khá đơn điệu với hình nhánh trà xanh và tên của sản phẩm. Phía sau là thông tin về xuất xứ, thành phần công thức được thể hiện song ngữ Hàn Anh giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu sản phẩm. Texture dạng kem đặc, màu trắng đục và tạo bọt nhiều, bọt tạo da mịn khi thoa lên da rất thích. 3. Đánh giá sữa rửa mặt trà xanh Innisfree Green Tea. Mình dùng em này khi da bị nổi mụn rất nhiều, lại còn bị siêu dầu nữa chứ. Sữa rửa mặt tạo nhiều bọt nên cho cảm giác da sạch mà không hề gây kinh kít nhé. Mấy lần đầu mới dùng, mình hơi hoảng một chút vì thấy các nốt mụn trồi lên. Tuy nhiên, đó là do sữa rửa mặt có tác dụng làm khô nhân mụn và đẩy cồi lên. Nhờ vậy, mình nặn mụn ra hết nên mặt giảm mụn rõ rệt. Khi nặn có để lại vết thâm trên mặt nhưng kiên trì dùng sữa rửa mặt thì mình thấy tình trạng thâm giảm. Tất nhiên, để trị thâm hoàn toàn, mình phải dùng kết hợp thêm kem dưỡng. Dòng sữa rửa mặt này có độ pH là 8 nên bạn nào da dầu như mình thì rất thích. Còn da khô và nhạy cảm thì nên cân nhắc nha, sản phẩm có thể khiến da thêm khô đấy. Ưu điểm: rửa mặt sạch sâu da, giúp lỗ chân lông thông thoáng, không gây kinh kít hay rít trên bề mặt da, giúp làm khô nhân mụn, có khả năng làm mờ vết thâm, kiềm dầu tốt, hỗ trợ điều trị mụn tốt, phù hợp cho da dầu mụn, giá phù hợp, có nhiều nơi bán. Nhược điểm: thành phần chứa hương liệu, mùi nồng, sữa rửa mặt tạo bọt nhiều, không phù hợp cho da khô và da nhạy cảm. 3. Mua sữa rửa mặt Innisfree trà xanh Green Tea ở đâu, giá bao nhiêu? Sữa rửa mặt Innisfree rất dễ mua bởi thương hiệu này có nhiều cửa hàng tại Việt Nam. Ngoài ra, trong siêu thị cũng có bán sản phẩm, hoặc bạn cũng có thể mua trực tuyến trên website chính thức của hãng hay mua trên Tiki, Lazada, Sendo, Shopee. Giá tham khảo 220.000 đồng tuýp 150ml. Nếu bạn đang bị mụn hoặc da dầu nhiều thì Dilys gợi ý dòng sữa rửa mặt Innisfree trà xanh Green Tea Cleansing Foam là lựa chọn tuyệt vời. Sản phẩm không chỉ giúp hạn chế mụn mới phát sinh, làm khô nhân mụn và giảm tình trạng mụn, mà còn kiểm soát dầu siêu tốt. Nếu còn lăn tăn thì bạn hãy thử trải nghiệm và cảm nhận nào. Ngoài ra, đừng quên thường xuyên ghé Dilys để cập nhật thêm thông tin liên quan các sản phẩm làm đẹp nhé các nàng.
Link mua sản phẩm sữa rửa mặt Innisfree trà xanh mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.